Thân ái, chào quý vị và các bạn. Chương trình khỏe đẹp hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của củ ấu. Củ ấu còn được gọi bằng tên củ ấu tẩu, ấu trụi, ấu nước, ấu sừng trâu hay hạt dẻ nước. Đặc điểm của củ ấu thuộc loại thực vật thủy sinh, chúng thường mọc ở trong các ao đầm, thân ngắn, nhiều lông. Hình ảnh cây củ ấu có hai loại lá, bao gồm phần lá nổi có phao nơi cuống, hình quả trám và mép trên có răng cưa, giữa có phao. Trong khi đó, lá chìm có phiến giảm, xẻ lông chim, song rất nhỏ nên dường như chỉ còn nhìn thấy các đường gân. Củ ấu có hai sừng rộng 5 cm, cao chừng 35 mm, sừng dài độ 2 cm, đầu sừng mang hình mũi tên, được tạo thành do các lá đài phát triển. Ruột củ ăn được, vị ngọt mát, hương thơm bùi, giàu giá trị dinh dưỡng. Củ ấu có thể chia thành nhiều loại như ấu đỏ, ấu 2, 3, 4 sừng. Phân bố thu hái chế biến củ ấu. Loại cây này được trồng ở khắp các ao đầm trên khắp cả nước. Nhiều nhất phải kể đến vùng sông nước Tây Nam Bộ, người ta thường trồng bằng hạt hoặc chồi. Mùa hoa nở ở miền Bắc rơi vào khoảng tháng 5, tháng 6. Mùa củ vào các tháng 7, tháng 9, củ ấu có thể ăn được phần ruột bên trong. Mùi ngon bùi và giàu dưỡng chất đối với cơ thể. Vỏ củ và toàn thân cây có thể sử dụng làm thuốc bằng cách dùng tươi hay phơi sấy khô. Một trong những phương pháp chế biến củ ấu phổ biến nhất chính là luộc. Khi ăn cảm nhận vị bùi thơm. Mặc dù vậy, để có cơ hội thưởng thức chất lượng hoàn hảo nhất, không phải ai cũng biết cách thực hiện. Trước hết, bạn cần chọn cho mình củ ấu vỏ khô, lắc lên không nghe tiếng sẽ chắc chắn nhân đặc, thịt chắc. Bạn đem rửa sạch củ cho đến khi thấy nước trong. Nên cẩn trọng bởi hai bên đầu củ ấu có gai nhọn và dễ làm bị thương. Để ráo nước rồi cho củ ấu vào nồi, thêm chút muối và đổ ngập nước, đun chừng 15 đến 20 phút cho ấu mềm. Cách luộc củ ấu trông tương tự như khoai. Sắn khi đủ độ sẽ ăn rất ngon. Bạn có thể kiểm tra bằng cách cắt đôi củ ấu và nếm thử. Thành phần hóa học của củ ấu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, củ ấu hội tụ hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời, mang đến những lợi ích tốt đối với sức khỏe cơ thể con người như glucid, đường, gluco, protein. Nghiên cứu khoa học chỉ ra, cứ 100 g củ ấu sẽ chứa khoảng 48,2 g nước, 32,1 g chất bột đường, 3,4 g protein, 3,3 g đường, 468 mg kali, 730 calori, 17,6 mg canxi, 0,8 mg natri, 0,7 mg sắt, 0,4 mg kẽm, hàm lượng carbohydrate lớn, không có cholesterol, ít chất béo. Chất xơ trong củ ấu còn góp phần thúc đẩy phát triển vi khuẩn probiotic, giúp và sản sinh enzyme tiêu hóa tốt đối với hệ đường ruột. Công dụng dược lý của củ ấu. Củ ấu trong đông y có tính mát, vị ngọt, tác động vào tỳ vị, tác dụng ích khí, kiện tỳ. Khi ăn chín, trừ phiền chỉ khát, lúc ăn uống, thanh thử giải nhiệt, lương huyết. Dịch chiết từ rượu của củ ấu non, ăn sống giúp phòng chống ung thư, u bú. Củ ấu già phù hợp cho người bị kinh nguyệt quá nhiều, cơ thể suy nhược, trĩ xuất huyết. Ấu non ăn sống chống nóng, giải rượu, trừ rơm sảy. Thân cây ấu vị ngọt chát, tính bình, giúp tiêu viêm giải độc, có thể ăn sống, nấu canh đều được. Liều lượng dùng nên từ 50 đến 200 g một ngày. Tác dụng của củ ấu. Nếu ăn đều đặn hàng ngày sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể, tốt cho xương khớp. Phần thịt tươi bên trong hỗ trợ điều trị chứng Abidan hiệu quả. Chất béo trong củ ấu rất ít nên người dùng hoàn toàn không lo về việc tăng cân. Cùng với đó, chất lượng xơ dồi dào tạo cảm giác ăn nhanh no, tránh tình trạng béo mập, kết hợp vitamin B, C nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong. Củ ấu chữa bệnh gì? Khác với vẻ bề ngoài xấu xí và nguy hiểm do có sừng nhọn,
cũ áu gai lại khiến chúng ta không khỏi giật mình về lợi ích ấn tượng khi góp mặt ở nhiều bài thuốc chữa bệnh quan trọng. Dùng cho trường hợp kinh nguyệt nhiều, huyết diệt, chuẩn bị 250 g củ ấu, nấu chín trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ rồi ép lấy nước, lọc lấy nước, cho thêm chút đường và chia uống ngày 2 lần, chữa trĩ ra máu. Dùng vỏ củ ấu sấy khô để đốt toàn tồn tính, sau đó tán thành bột mịn, trộn đều cùng dầu mè, bôi đắp trực tiếp lên vị trí hậu môn, ngày tiến hành từ 3 đến 4 lần, chữa viêm loét dạ dày. Nấu cháo từ 30 g thịt củ ấu, 16 g hòa sơn, 10 g bạch cập, 6 g táo đỏ, 100 g gạo nếp. Khi ăn trộn đều 20 g mật ong, ăn hết trong ngày, chia làm từ 2 đến 3 lần. Hỗ trợ bệnh ung thư, tử cung và ruột. Bài thuốc 1, củ ấu từ 20 đến 30 g bỏ vỏ, thêm nước, bắt lên bếp đun nhỏ lửa để nấu thành dạng canh cháo, chia ăn 2 lần trong ngày. Bài thuốc 2, dùng vỏ củ ấu đem sao vàng đến khi thấy mùi thơm sắc cùng nước uống. Trị chứng ăn uống khó tiêu, đau bụng lạnh. Bài thuốc 1, nguyên liệu bao gồm củ ấu tươi bỏ vỏ, gạo nếp mỗi thứ 30 g, thêm đường vừa đủ, nấu thành cháo ăn trong ngày, chia làm 2 lần. Bài thuốc 2, thịt củ ấu 50 g, hoài sơn, bạch ruật mỗi vị 16 g, sơn tra 10 g, màng mề gà 6 g và 3 g cam thảo, sắc tất cả với 750 ml nước, lấy còn 300 ml, chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày, uống vào thời điểm bụng đói, chữa tỳ vị hư suy ở người lớn tuổi. Bột củ ấu, đảng sâm, hoàng kỳ mỗi vị 10 g. Cách tiến hành như sau: bạn sắc đảng sâm cùng hoàng kỳ, lấy phần nước, bỏ bã, tiếp theo đó hòa bột củ ấu vào đun sôi rồi uống. Chữa lỵ đại tiện ra máu. Bài thuốc 1, lấy 20 g củ ấu sắc với nước uống hai một ngày 2 lần. Bài thuốc 2, vỏ củ ấu 60 g, các vị trắc bá diệp, cỏ mật, hoa hòe, gương sen liều lượng bằng nhau 8 g, sắc cùng 750 ml nước, lấy còn 300 ml nước, chia 2 lần uống trong ngày trước bữa ăn. Chữa môi khô, giúp ngủ ngon giấc. Dùng 50 g thịt củ ấu tươi, 20 g địa cốt bì, câu kỷ tử, cam thảo, hoàng cầm mỗi thứ 10 g, sắc tất cả, lấy nước uống thuốc ngày 2 lần, áp dụng liệu trình kéo dài 1 tuần, giải say rượu, trúng nắng. Thịt quả ấu tươi lượng từ 150 g đến 250 g, dùng nhai nuốt dần, hoặc nếu khó ăn có thể giã nát, chế nước nguội uống. Chữa hư nhiệt phiền khát. Lấy 50 g thịt củ ấu tươi, 15 g địa cốt bì, hoàng cầm, câu kỷ tử, cam thảo mỗi thứ 6 g, sắc nước uống. Trị tiêu chảy, chống mất sức. Củ ấu đã già cần 150 g luộc chín, ăn phần thịt bên trong ngày 2 lần. Trị mụn nhọt, trong quá trình khám phá củ ấu có tác dụng, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết dân gian đã dùng loại củ ấu này như một loại giải pháp đặc trị mụn nhọt. Bài thuốc 1, trẻ bị nóng hay nổi, ghẻ nhọt, lấy củ ấu đốt thành than, cho thêm ít chu sa và băng phiến để nghiền thành bột, hòa với nước sôi để nguội sình sệt, rồi cho uống. Hoặc nấu cháo bột ấu cho trẻ ăn, đồng thời dùng hỗn hợp bôi lên vị trí ghẻ nhọt, giúp giảm sưng ngứa. Bài thuốc 2, khi bị lên đinh, mụn nhọt ở ngón tay, lấy vỏ củ ấu sao toàn tính đem tán mịn, thêm chút tinh dầu thơm bôi bên ngoài. Bài thuốc 3, tác dụng của củ ấu còn phát huy ở mụn cơm, cóc, khi người dùng chỉ cần giã nát phần tay đế cuốn cây đắp lên vị trí da cần thiết, trị tổn thương ở miệng, môi, da mặt. Phơi khô lá cây củ ấu, tán thành bột đắp, bôi đắp ngoài da, chức năng thanh nhiệt giải độc. Những ai nên dùng củ ấu? Củ ấu là thứ ăn vặt quen thuộc ở những vùng nông thôn có ao đầm, phù hợp với bất cứ ai, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Người cơ thể suy nhược hay bị mệt mỏi, gặp các chứng trĩ xuất huyết, đại tiện ra máu, viêm loét dạ dày,
Thậm chí ngay cả các thai phụ có cổ tử cung yếu, bị tăng tiết mật quá mức so với bình thường vẫn thoải mái ăn ấu. Bằng những dưỡng chất quan trọng hiếm có, củ ấu sẽ hạn chế tình trạng thai nhi bị dị vật, ngăn ngừa sảy thai. Ngoài ra là khả năng cung cấp môi trường nhau thai đầy đủ chất dinh dưỡng hỗ trợ thai nhi phát triển toàn diện. Đối với những đối tượng không nên dùng củ ấu. Được đánh cao với nhiều công dụng hữu ích, song muốn tận dụng trọn vẹn giá trị tuyệt vời của củ ấu, nhất định bạn cần lưu tâm về một số vấn đề quan trọng. Củ ấu tính mát nên không ăn quá nhiều tại một thời điểm, dễ làm đầy hơi, đau trướng bụng. Sau khi ăn tránh uống nước liền sẽ gây cảm giác khó chịu. Những người tỳ vị hư nhược và đại tiện lỏng tuyệt đối không dùng dạng ấu ấu sống. Qua đây, hy vọng bạn đã biết được lợi ích không ngờ của củ ấu. Có cách thức bổ sung một cách hợp lý để bảo vệ sức khỏe thay vì chỉ coi là một món ăn vặt thông thường. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.